Một, không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. Hai, không xả tâm tham thì nhân luân hồi không dứt. Ba, không xả tội thì hạnh ô nhiễm không quên. Chú giải, đúng như lời Phật dạy, xả của cải tức là xả cái duyên lìa tội ác. Người còn tích lũy của cải là người còn tạo duyên tội ác. Thưa các bạn, người xả của cải là ai và xả của cải như thế nào? Noi gương Đức Phật đấy các bạn ạ. Phật là hàng vua chúa, người đã xả bỏ ngai vàng, điện ngọc, giờ đẹp, con thơ. Người đã xả hết, chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn, sống rày đây mai đó, không nhà, không gia đình, thiểu dục chi túc, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Ngài là hiện thân gương hạnh buông xả, và đã nhờ buông xả mà Ngài đã tìm thấy được chân lý, con đường giải thoát cho chính mình và cho mọi người mai sau. Gương hạnh sống buông xả của Phật thật là tuyệt vời. Cuộc đời Ngài nói được, làm được, đó là lời nói đi đôi với hành động. Xả của cải tức là xả cái duyên lìa tội ác. Ngài đã sống đúng nhất quán lìa tội ác. Hỡi các bạn đồng tu, Đức Phật thì xả cái duyên lìa tội ác, còn các bạn thì sao? Sao các bạn lại tích lũy của cải nhiều thế? Chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ, đồ đạc, phòng ốc sang trọng như ông chúa, bà hoàng, của cải không thấy bớt, ngày càng tăng thêm nhiều. Như vậy, các bạn có biết không, các bạn có xả cái duyên tội ác không? Tích lũy của cải là tích lũy tội ác đấy các bạn ạ. Hãy tránh xa của cải thì tội ác mới tiêu trừ. Như vậy, con đường tu hành của các bạn mới tìm thấy sự giải thoát. Qua lời dạy trên đây, chúng ta thấy rất rõ cái duyên tội ác là do của cải tài sản. Cho nên, ai tích lũy của cải tài sản nhiều là người tạo duyên tội ác nhiều. Ai tích lũy của cải tài sản ít thì tạo duyên tội ác ít. Một người tu theo đạo Phật khi đã hiểu biết duyên nào gây ra tội ác thì chúng ta nên từ bỏ và tránh xa duyên đó, phải không các bạn? Nếu không tránh xa duyên tội ác đó thì chúng ta đừng nên tu theo đạo Phật, vì có tu chẳng có ích lợi gì cả. Duyên tội ác là gì các bạn? Là của cải, tài sản, ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, chùa to, Phật lớn, vân vân. Xả của cải tài sản là xả cái quả của tội ác như trên. Còn xả cái nhân tội ác thì đến câu 2 Đức Phật dạy. Xả tham đọa tức là xả cái nhân lìa tội ác. Vậy tham đọa nghĩa là gì? Tham đọa tức là tham độc, một trong ba độc tham sân si. Tham đọa có nghĩa là lòng tham muốn đưa chúng ta vào sự khổ đau. Tham đọa còn có nghĩa là do lòng tham muốn đưa chúng ta vào cảnh khổ hay địa ngục. Lòng còn tham muốn là cái nhân của tội ác. Người tu theo đạo Phật phải thấy rõ cái nhân này. Tâm tôi có tham, tôi biết tâm tôi có tham, tức là tôi biết tâm tham là nhân của tội lỗi. Do đó, tôi phải ngăn và diệt nó. Ngăn và diệt cái nhân tội lỗi là diệt lòng tham muốn của mình. Qua lời dạy này, tôi biết rất rõ nhân của tội ác là tâm tham muốn của tôi. Vậy từ đây, tôi quyết tâm diệt trừ cái nhân gây ra tội ác. Nhờ có quyết tâm ấy, tâm tham của tôi chấm dứt. Lời dạy này tuy ngắn ngủi nhưng nó mang đầy đủ tính chất đạo giải thoát của Phật giáo. Theo như lời Phật dạy, xả tội ác tức là dứt các nghiệp sanh tử. Ở đây Đức Phật dạy xả tội ác. Vậy xả tội ác như thế nào? Như hai lời dạy ở trên, một, duyên của tội ác là của cải. Hai, nhân của tội ác là lòng tham muốn. Theo như lời dạy trên đây, chúng ta đã biết duyên và nhân của tội ác. Vậy xả tội ác
thì chỉ có xả nhân và duyên của nó, thì tội ác sẽ không còn nữa. Xả tội ác tức là xả của cải và tâm tham muốn của chúng ta. Tu theo Phật giáo quá đơn giản, phải không hỡi các bạn? Chỉ cần xả của cải và tâm tham muốn của mình thì không còn tội lỗi và dứt nghiệp sanh tử. Nói thì dễ, nhưng làm được việc này không phải dễ, phải không các bạn? Hiểu biết thì dễ và rất đúng, nhưng làm sao xả của cải và tâm tham muốn của mình cho được? Không đơn giản đâu các bạn. Cả một công trình vĩ đại của một người tu tập. Xả của cải thì dễ, nhưng xả lòng ham muốn thì rất khó. Khó lắm các bạn ạ. Chỉ có những bậc thấy biết đời này khổ như thật thì mới làm được và làm rất dễ dàng. Còn chúng ta là những hạng cóc nhái, đời cũng muốn mà đạo cũng muốn, cả hai đều muốn hết, nên cóc nhái cũng chỉ là cóc nhái mà thôi, phải không các bạn? Đức Phật đã xác định, không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. Người đời thường hay đến chùa lại hồng danh Phật để sám hối, hoặc phát lồ sám hối trước một vị thầy để mong cho tiêu tội. Nhưng sám hối, phát lồ hay lại hồng danh chư Phật mà không xả bỏ của cải của mình thì pháp sám hối không thành, có nghĩa là tội lỗi không dứt, không bao giờ hết. Trên đây là lời kết thúc của Đức Phật cho chúng ta thấy lại lễ hồng danh chư Phật và phát lồ sám hối không thể tiêu tội nghiệp chướng được. Người nào dạy chúng ta lại Phật nhiều và phát lồ sám hối cho tiêu tai nghiệp chướng là dạy mê tín, là đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Người ấy là đạo sĩ Bà La Môn đang lừa đảo tín đồ. Không xả bỏ của cải thì pháp sám hối không thành. Các bạn có nghe lời dạy này không?